Đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục bài 2 của Thiền Lâm Bảo Huấn. Chúng ta thấy cái người xưa thì học hành rất là chí thiết. Chính vì thế mà Ngài Minh Giáo đó dạy với đại chúng rằng là cái học của Thánh Hiền cố nhiên chẳng phải một ngày mà đủ. Nếu ngày không đủ thì giờ kế là tới ban đêm, để rồi chứa góp hàng tháng, hàng năm thì tự nhiên sẽ thành tựu. Tức là cái học của người xưa đó không phải một sớm một chiều, mà ban ngày là các ngày là tập trung để học, không đủ thì đến ban đêm. Còn cái thời đại chúng ta đó chắc là không bằng các ngài rồi, bởi vì thời đại của mình là cái thời đại của 4.0, cho nên chúng ta đã bận biểu với cái máy móc, cái vi tính, cái điện thoại và tất cả những cái hình ảnh trên thế giới là tập trung trong đó, cho nên mình nó là không bằng người xưa rồi. Và có chăng á thì rất là ít, cũng như người xưa đó. Có một vị ở đây, thầy đó học rất là chuyên cần, học rồi cả quên ăn bỏ ngủ, rồi cái cơm á đến ăn là múc to rồi cái đem lại cái chỗ mình ngồi học, là vừa ăn vừa học đó. Rồi bây giờ á thì cũng có người nữa, tức là cái gì mà dạy các vị đó, tức là thượng tọa Đắc Trí đó. Tôi thấy thượng tọa cũng là rất cần mẫn, đôi khi đi trên đường á cũng lật sách ra mà chú mục trong đó để mà đọc. Tôi là ngồi trên xe bốn chỗ đó, cũng không có ngó ra bên ngoài. Hồi xưa thì có, bây giờ là tâm đức tâm gì tôi quên rồi, dạy học viện bây giờ đó, tức dạy về cũng qua sử. Hồi xưa ở đây thì cũng là học mệt mài ngày đêm đó. Rồi trong đời tôi thấy chỉ có hai vị này là học rất là cẩn mẫn, rồi chưa có gặp những vị khác. Cho nên cái học của tổ sư không phải một sớm một chiều mà thành tổ. Các ngài rất là cẩn mẫn. Chính vì thế cho nên là người xưa nói học để tu tập, chứ không phải học để khoe tài năng. Mà các ngài học đây là trên sách vở, học trên cái bậc tung túc mà mình tiếp xúc hàng ngày, cái quay nghi tế hạnh và cách ứng xử của thầy tổ mình, chứ không phải là học trên sách vở không, mà là trong cuộc đời này là các ngài học mọi nơi mọi chốn và mọi thời gian. Cho nên các ngài học để mà tu, hỏi là để biện minh, tức là việc đó mình chưa có rõ, cho nên mình hỏi nhờ cái gì đó giải thích và giảng thật để cho mình thấu hiểu. Câu nói này có nghĩa là nếu học mà không biện vấn thì không do đâu mà phát minh. Tức là cái từ này các vị biết rồi phải không? À, đời nay ít có những người học thường nêu ra câu hỏi để vấn biện với người như vậy, nên không biết đem cái gì để giúp ích cho tính địa, tức là cái bản tâm của chính mình đó. Học ngày học đêm không phải để là tăng trưởng kiến thức hay là thêm kiến thức cho dồi dào, mà học để là tăng trưởng cái tính tâm của mình đối với Phật pháp, và cũng đồng thời học là để quay lại với chính mình, tức là trong cái học tập để tu. Để trở thành cái lợi ích đổi mới mỗi ngày như vậy ư? Tức là
nhật tân, hữu nhật tân, tức là ngày mới, lại ngày mới. Mà muốn cái ngày mới nó phù hợp á, thì chúng ta phải trau dồi luôn luôn như thế. Cho nên nói là nói với các vị như thế, chứ thật sự tôi là cái người cổ hủ. Đối với cái tân tiến xã hội thì tôi không có rành, không có biết. Cũng như là cái 4.0 này á, tôi hoàn toàn mù tịt. Và phải nhờ là các vị giúp. Thật sự bỏ ra mà học á, thì nó cũng không khó đâu. Một ngày học không được á, thì mình học 2 ngày. 2 ngày không được thì 3 ngày. 1 tuần không được là 1 tháng. Thì thế nào nó cũng xong thôi, chỉ là bấm nút thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thật sự tôi cũng không có có học. Và đây là cái dốt của chính mình. Nhưng mà các vị học được như thế là quá hay rồi. Ừ, hôm nay chúng ta tiếp tục trong cái bài 3. Vì đây là những cái bài rất là ngắn và nghĩa đó thì rất là gọn. Như ngày xưa chúng tôi học đó, thì được cái chư Tôn Đức, cái thầy tổ của mình dạy đó, thì nó không đủ sách vở. Mặc dù là ở nhà trường, tức là Phật học viện á, hồi xưa là sách vở hiếm lắm. Thấy được một bản kinh là mừng rất lớn đi. Ngày nay là sách vở nhiều quá. Và cũng có rất nhiều vị dịch. Nhiều vị thì rất là văn chương. Nhiều vị thì dịch rất là sát. Cũng như trong tất cả các cái bản dịch mà của Thiền Lâm Bộ Quân này á, thì không biết ở đâu nữa, nhưng mà tôi chỉ có duyên đọc được có 2 bản thôi. Thì cái bản này là cái nghĩa nó sát, mà mình á thì là dở, cho nên là lấy cái nghĩa của cái chư Tôn Đức trước để mà nói với đại chúng. Còn các cụ xưa đó đọc tới đâu á là mới giải thích tới đó. Mà chính học cái từ chương này á mới giúp ích cho mình nhớ dai. Mà ngày nay thì cũng có, tức là khoảng 10 năm trước mà chúng tôi có đi ra Hà Nội, các tỉnh phía Bắc thì đến thăm các trường hạ và cúng dường cũng như gieo duyên cho các ngài. Thì các cụ mình á, tức là Tôn Đức các vị lớn tuổi đó, thì cái mùa hạ đó thì các cụ cũng lấy bản kinh chữ Hán, rồi đối với cái bản chữ Việt là để mà đối chiếu, các ngài đã giảng dạy cho đại chúng lấy cái nghĩa nào mà chuẩn xác nhất các ngài đã ra nói. Ở đây thì là tôi không được như thế, mặc dù các ngài làm rất là hay mà mình làm không có được, không bằng các ngài. Đó là cái quyển kinh Đại Bảo Tích, học kinh bộ đó, nhưng mà lấy cái bản dịch của Hòa Thượng Chủ tịch. Và thường chủ tịch trước là tức là ngài Trí Tịnh rồi đối chiếu với cái bản chữ Hán rồi đem dạy cho đại chúng. Lẽ ra tôi cũng làm như thế, nhưng mà đại chúng bây giờ thì thông minh quá rồi, cho nên là tôi chỉ mượn cái nghĩa của Hòa Thượng Thanh Kiểm để mà đọc, rồi có điều gì cần nói thì nói, còn điều gì không cần thì tôi lướt qua. Vì đại chúng ngày nay là các vị đã có tiến sĩ rồi, còn ít nhất các vị cũng là thạc sĩ, cho nên cái trình độ học vấn các vị rất quyền thông. Chúng ta bài 2 thì ngài Đại Huệ cũng đã khảo sát và sưu tầm tất cả những cái tập, những cái quyển của người đi trước, ngài đã trích ra. Mà phần đông á thì ở trong cái quyển Cảnh Đức Triều Đăng Lục á, thì ngài Đạo Nguyên hướng dẫn và trích trong đó thì toàn là cái tông phái của ngài Thanh Nguyên Hành Tư, nó chiếm tới 1.000+ công án đó. Thì còn ở đây á, thì ngài Đại Huệ là cái tông Lâm Tế, do vậy cho nên là ngài đã trích phần đông, mà chư tổ ở đây tông Lâm Tế nhiều hơn.
rồi Thái Sử Công đọc sách Mạnh Tử, tới chỗ Lương Huệ Vương hỏi thầy Mạnh Tử: đem gì để lợi cho nước tôi? Bất giác để sách xuống mà thở dài. Tức là người xưa ta đọc sách đó để mà cảm nhận cái lời di huấn, cái lời dạy dỗ của người thọ trước. Mà đọc đó, thì là các ngài là cảm thán, tức là qua cái tâm hồn của mình đó, vào tâm hồn của cái người viết, cái người dạy. Thì ngài đã than rằng: than ôi, lợi là cái mầm mống của loạn. Ngày nay là cái mối lợi thì đa số là cái mầm mống của tai họa. Loại đó là tiền tài, vật chất, ăn uống, ngủ nghỉ. Nếu mình mà không có những cái phương tiện đó thì mình tìm mọi cách để có những cái lợi ích cho bản thân. Nếu mà lợi ích được cho bản thân rồi đó, thì chúng ta cũng nên lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc. Thì cái lợi này thì nó sang bằng với cái lợi cho chung của thiên hạ. Cho nên Bồ Tát vĩ dĩ lợi sanh vi bản hoại. Cái Bồ Tát đó, là lợi ích cho chúng sinh, không kể đến thân mạng của mình. Bất cứ nơi nào, bất cứ là giờ phút nào, nếu chúng sinh cần thì các ngài đến, chỗ nào đã phát cần thì các ngài đi, không quản ngại gian lao, không từ khó nhọc. Cái câu nói này là lúc tôi còn nhỏ, đi ăn cư kiết hạ, tức là 1962, mười mấy tuổi thôi. Thì chư Tôn Đức Giáo Thọ Sư các ngài giảng mỗi một cái lần hồi hướng thì các ngài không có đọc là nguyện đem công đức này, mà các ngài đọc lấy cái lời nguyện của người xưa, tức là sau khi phát nguyện rằng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh cho con là tỳ kheo, nguyện suốt đời hiến thân cho Phật pháp, chỗ nào chúng sanh cần con đến, chỗ nào đạo pháp cần con đi, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Đó là bài nguyện hồi hướng của thập niên 1962 trở về trước. Còn sau này thì chúng ta là hồi hướng là nguyện đem công đức này. Và trong khi đó tôi thì là lợi khác là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là mình độ cái chúng sanh của mình, không cho nó nổi lên cái trần lao phiền não hơn thua, và cũng đồng thời hướng dẫn người bên cạnh cũng xả bỏ mọi cái vọng duyên, lo tu tập để thành tựu đạo nghiệp của mình. Cho nên lâu nay các vị tôi lấy tư vọng thệ nguyện, chứ không có lấy cái nguyện đem công đức này. Cho nên người xưa nói cái lợi là cái mầm mống của cái tai họa. Cũng như người xưa dạy tri chi nhất tự chúng họa chi môn, là một chữ biết là cánh cửa muôn ngàn tai họa. Trong khi đó là chư Tôn Đức thập niên 60 ngày trước các ngài cũng thường nói là khôn cũng chết, dạy cũng chết, chữ biết mới sống. Nhưng mà sau này lớn lên thì đọc lại sử liệu mới thấy là cái chữ biết là cánh cửa muôn ngàn tai họa. Cũng có người nói rằng tri chi nhất tự chúng diệu chi môn, tức là một chữ biết là cánh cửa, là muôn ngàn cánh cửa của sự quyền diệu, sự lợi ích rất là lớn. Thì nêu ra đây để cho chúng ta xét xem, để bổ sung trong cuộc sống của chính mình. Vì gốc là mầm mống của phát sinh, tức là cái quả đó. Cho người tôn quý kẻ bần tiện, đối với cái tệ hiếu lợi đều giống nhau. Tức là dù người trí thức hay là người bình dân, người giàu sang hay là người nghèo khó,
rồi luôn luôn nó là nghĩ đến cái lợi. Nhưng mà đối với người tu thì chúng ta cái gì? Tức là tâm thường bất tấn đạo nghiên thân, tâm thường bất túc. Tức là để tiến trong cái đường đạo đó thì ba điều không đủ. Tứ ăn thì là để nuôi thân thôi chứ không cần cao lân mỹ vị. Hai là mặc cho nó đủ ấm chứ không có cần cái vóc vải cho thật là tốt. Nhưng mà thời nay thì vải quá tốt phải không? Nhưng mà thời xưa ở các nhà chỉ cần đủ ấm. Không những ngày nay, ngày xưa đó là cũng là lụa là gấm vóc cũng đủ quý, cũng thiếu gì. Đôi khi á ngày nay tân tiến nhưng mà chưa chắc đã có những cái tấm vải nó quý bằng cái thời xưa. Nhưng mà tổ sư các ngài đó thì mặc vừa đủ ấm. Còn ban đêm ngủ nghỉ á thì giờ là không cần có niệm ấm chăn êm, mà chỉ cần để cho cái thân nó điều hòa lại trong một ngày sinh hoạt. Và có nhiều vị tu túc á, các ngài ngủ thì nó không làm cái gối bằng bông gòn, mà các ngài đẽo bằng cây. Mà cái cây thời xưa á mà làm cái gối nằm nó không cấn đau á, là chỉ có cây gòn. Cây gòn cái thịt nó mềm, và cây dông tức là vân nem á, thì cây dông này á thì cái thịt nó cũng mềm, cho nên các ngài nó đẽo làm gối. Thì cái này tôi đặc biệt vì thời nhỏ ở chùa là còn mấy cái gối này của người đời trước. Nhưng mà sau này á, là huynh đệ không có nằm cái gối này. Nhưng mà người xưa đó các ngài không những đẽo cái gối nó vuông, nó là hình chữ nhật. Rồi đôi khi các ngài đó để sắc tấn chính mình á, các ngài là đẽo cái gối tròn. Rồi mệt á, thì nằm ra ngủ. Rồi cái nếu mà ngủ quên á thì cái gối nó lăn, thì các ngài giật mình thức dậy và để tu tiếp. Cho nên con đường hành đạo của các ngài đó nó thành tựu được đạo quả. Còn mình đối với người xưa thì không bằng các ngài rồi. Cho nên người ở chỗ công nếu lấy cái lợi không công bằng thời làm rối loạn pháp luật. Kẻ ở chỗ riêng nếu lấy lợi bằng cách lừa bịp thời làm rối loạn sự việc. Tức là ở nơi công mà làm loạn, làm lợi cho mình á thì nó cũng là tai họa. Mà ở nơi công mà làm lợi á, mà lợi cái hợp pháp, lợi được pháp luật công nhận thì nên làm. Còn lợi mà không có được pháp luật công nhận, không được công chúng tán thưởng thì không nên làm. Còn chỗ riêng tư mình vì ham lợi á thì là cũng cánh cửa của tai họa. Nếu mà lợi á chính đáng được mọi người công nhận, tức là lợi cái gì mà được chính đáng, tức là lợi hòa đồng quân trong luật hòa cộng trụ, thấy không? Thì cái lợi của kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt, rồi là cộng trụ, thì cái lợi này thì là mọi người đã bằng nhau, thì cái lợi riêng tư này nó không có lỗi. Cho nên cổ đức nói sự việc rối loạn thời nhân bất bình, pháp luật rối loạn thời nhân dân chẳng phục, gây ra mối họa xung đột rồi cùng nhau đấu tranh, chẳng đoái hoài đến cảnh chết chóc, cũng như phát sinh vì thế mà phát sinh ra các cuộc đấu tranh hơn thua, kể cả trong cái huynh đệ. Tức là ngày nay chúng ta thấy đó, để thầy thì có đệ tử rất là đông, mà đệ tử thì người nào thì không học hành như nhau, đối xử như nhau, mà nếu có một chút riêng biệt thì sao? Tức là cái người kia nó hiền hoặc nó khờ dại hơn,
mà thầy có một chút ưu ái thì mình lại so mì. Bởi vì chúng ta thiếu tu, cho nên cái tâm đấu tranh hơn thua mình sẵn sàng có. Và điều thứ hai nữa, khi mà thầy suy tịch á, mà chưa kịp di chúc á, thì mình lại đấu tranh để giành cái ngôi vị trụ trì. Đây là cái rất đau lòng thường xảy ra, đau lòng lắm. Mà nếu trụ trì không sắp xếp trước á, thì về sau rất nhiều cái mối họa. Cho đến hiện nay cũng các quận huyện có rất nhiều chùa, thầy á thì thật chưa kịp di chúc, hoặc á thầy để lễ di chúc quá nhiều, 5-7 người hay là 10-20 đệ tử, thì mình có cái 6-7 cái di chúc, rồi rốt cuộc thì người nào cũng đưa ra thì đem kiểm định á, thì là di chúc thật. Nhưng mà không hiểu các cụ nghĩ sao mà để quá nhiều di chúc. Cho nên chư tăng chúng ta ngày nay các vị thận trọng cái vấn đề này. Nếu có người có duyên ra hoằng hóa thì các vị ra hoằng hóa, các vị có duyên ra trụ trì thì các vị ra trụ trì. Nhưng mà trụ trì thì các vị cũng nên suy nghĩ đến cái điều này. Nếu chúng ta không suy nghĩ trước, không sắp xếp trước á, thì nó sẽ rối loạn cho người đời sau, là bận lòng đến cái ban trị sự các quận huyện, tỉnh thành và cho đến chính quyền các cấp. Mình sống làm sao á, đừng bận lòng một ai mới là một cái người tu thời nay tốt. Cho nên cái người mà đối với việc rối loạn, nhân sự bất bình, pháp luật rối loạn thì nhân dân cảm phục, gây ra mối họa xung đột rồi cùng nhau đấu tranh, chẳng đoái hoài đến cảnh chết chóc, cũng vì thế mà phát sinh. Đó chẳng phải cùng vì lợi mà trở thành cái mầm mống của rối loạn đấy ư? Đó tức là do cái lợi mà nó gây ra những cảnh lầm than khốn khổ. Như các bậc thánh hiền xưa thì lại cảnh giới, tức là các ngài rất là cảnh giới mình tu thân. Còn ở thế gian á, người xưa các ngài cũng nói trước hết là phải tu thân rồi mới tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Mà nếu mà bản thân của mình mà lâu thâu thì không thể làm việc lớn được. Bỏ cái lợi, tôn điều nhân nghĩa mà người đời sau lại cậy cái mối lợi để dối trá lẫn nhau, làm tổn thương đến phong tục, bại hoại đến thánh giáo, không có giới hạn. Tức là cái này là cái nó cũng xảy ra rất là đau lòng, mà không phải cái thời nay, mà khi Đức Thế Tôn còn tại thế cũng đã xảy ra. Rồi các vị đã học á, thì ở trong tất cả các cái trường thì các vị giáo thọ sư cũng đã có giảng giải rồi. Thì hôm nay tôi chỉ nhắc lại, tức là thời Phật còn tại thế đó, thì có hai cái vị tỳ kheo, một vị là luật sư, còn một vị thì là kinh sư. Kinh sư không phải là ngày nay là cốc cốc chan chan, nhưng kinh sư tức là cái người lầu thông kinh luật của Phật, nhưng mà các ngài chuyên về kinh cho nên là rất là lầu thông. Và các ngài đã giảng dạy được cái tăng ni và Phật tử kính phục. Thì một hôm á, thì hai cái ngài đó là tranh luận với nhau, thì nói thầy tại sao nói xấu tôi ở trước mọi người. Thì cái vị kia nói là tôi không có hề nói xấu thầy,
Thì vị nọ nói rằng nó thầy không nói xấu tôi, giờ tại sao đệ tử tôi nó nói thầy nói như thế và như thế, làm cho hai vị đã cãi nhau không dừng. Thì Đức Phật đã biết được cái chuyện đó, gọi là đến can thiệp và khuyên giải, nhưng mà hai vị cũng không nghe, để cho Đức Phật là phải bỏ lên rừng. Và lại chúng nó theo là đến đảnh lễ để tỉnh Phật trở về, tỉnh xá Phật không trở về. Rồi hai cái vị này là bất giác là hối lỗi, rồi xin đến Đức Phật để sám hối, và là tỉnh Đức Phật mới qua trở về. Thì chúng ta thấy là từ hai vị tạo tác tranh chấp không thua do đệ tử của mình, làm cho hai vị đã đấu khẩu nhau kịch liệt, mà đến bậc đạo sư thầy của trời người mà can thiệp cũng không được. Thì người xưa nói là nhân đất mà té thì cũng phải nhân đất mà đứng dậy. Do hai vị lỗi lầm cho nên hai vị phải đến đảnh lễ Đức Thế Tôn sám hối, và lúc đó Đức Phật mới trở về. Đó chúng ta thấy thời xưa như thế. Thì ngày nay làm sao? Ngày nay cách Phật đã xa, thì là cái tâm đấu tranh của chúng ta là rất là bền, là chắc. Cái tâm đấu tranh hơn vua của mình, tức là cái thời này là cái thời kỳ gì? Giáo pháp của Đức Phật á, thì có chánh pháp, chuẩn pháp và mạt pháp. Mà cái thời kỳ chúng ta nó ở giai đoạn nào? 500 năm thì chánh pháp, 500 năm kế là tưởng, tưởng pháp, 500 năm sau là, hay là 1000 năm sau là mạt pháp. Mà chúng ta rơi trong cái giai đoạn đấu tranh kiên cố. Các vị học luật mà, các vị phải biết cái này, đấu tranh kiên cố, cho nên không thua không dừng. Chính vì thế mà người thời xưa cũng như người thời nay luôn luôn nhắc nhở chúng ta nên có tu. Có tu á thì cái đấu tranh của mình nó không có. Nếu hai cái vị tỳ kheo này á, nếu mà cái việc mà tu tập á, thì có lẽ hai ngài không vì đệ tử của mình mà tranh chấp với nhau, làm cho Đức Thế Tôn phải bỏ lên rừng. Đó là cái điều rất đau lòng. Lại còn công nhiên noi theo con đường tranh giành đoạt lợi để đi, mà muốn phong tục tốt thì trong thiên hạ không phải là không, mà há lại là được như vậy ư? Bao giờ cũng thế, con đường danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi người mong bước vào. Cái này á là ví dụ xem, ví dụ như là một người có một cái rổ hộp, một ô hộp xoàn, thì chiếc nào cũng là mười mấy 20 cara, cho nên có thể là 20-30 cara nữa, mà cái là 30 cara thì nó lớn. Có người có thì đem mà giấu, rồi có người thì đem khoe. Thì bây giờ mình có được cái một ô, cái hột xoàn trên bàn tay của mình á, nó có 10 ngón thôi. Như thế thì chúng ta đeo ngón nào? Đeo một ngón hay đeo hết 5 ngón hay đeo 10 ngón? Mà nó đeo một ngón, hai ngón á, hai bàn tay thì nó là trang điểm cho nên nó đẹp. Còn chúng ta đeo hết 10 ngón thì là cái gì? Người đời ta nói gì? Một là diêm chúa, hai là khoe của. Như thế người ta là kính trọng hay là xem thường? Thì cái chỗ đứng trong xã hội này thì nó có rất là ít, rất là ít. Ví dụ như một quận huyện hay là một cái lớp giảng sư chúng ta, thì thử hỏi được mấy người đi ra giảng dạy. Mà người đi ra giảng dạy á, thì phải người đó có duyên của đời trước,
chứ không phải đời nay mà mình bỗng nhiên có cái chỗ đứng. Cho nên chúng ta thấy cái thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đang giảng kinh thuyết pháp, thì trong pháp hội của Đức Phật bao giờ cũng là rất là đông, tùy kheo ni, u bà tắc, u bà di, quan lại đại thần, trời, người, rất là đông. Thì một hôm Đức Phật đang giảng kinh thuyết pháp, thì trong pháp hội có 500 vị đứng dậy ra về. Thì trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy thì Đức Phật đang giảng kinh cũng có 5.000 người ra về mà. Nhưng mà ở đây câu chuyện này nó cũng lại tương tự nhưng lại khác một chút xíu. Là 500 người này ra về. Ra về Đức Phật mặc nhiên để ra đi. Một khoảng thời gian sau đó thì trên đường về gặp có hai người từ phương xa đến. Thì hai cái vị này là một nam một nữ. Và hỏi cái trong 498 vị này, hỏi các nhân giả từ đâu về đây. Nãy giờ chúng tôi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà hôm nay giờ không, chúng tôi không hiểu Phật nói cái gì. Thì hai vị mới nói rằng thôi thì các vị quay lại đi, tôi giờ xa xôi, tôi có đường sáng xa xôi, lặn lội cái thời gian rất là dài để đến nghe Phật thuyết pháp. Thì là thân người khó được, giáo pháp khó nghe, mà các vị bỏ về rất là ổn, cho nên cùng nhau quay lại. Và khi 500 vị này trở lại thì Đức Phật liền phóng quang cực, tức là Đức Phật mỉm cười, hào quang sáng chói cả hội trường. Thì Ngài A Nan đứng hầu bên cạnh thắc mắc, hỏi ủa Đức Thế Tôn tại sao cười hào quang sáng chói như thế. Phật mới nói rằng ông có thấy 500 người hồi nãy ra về đó chăng, tức là 498 người ra về chăng. Thì Ngài Ca Diếp nói là thấy. Thì Đức Phật khẳng định rằng hồi nãy các vị bỏ ra về chưa đủ duyên, và trên đường về đó gặp lại hai người là đủ cho số chúng 500. Tức là hai cái người này đó nó nhiều đời nhiều kiếp từng là thầy của 498 của cái pháp hội này, tức là của cái những người này. Bây giờ họ đủ duyên thầy trò cho nên đến để nghe pháp lại, thì giây lát sau họ sẽ chứng quả La Hán. Và đúng như thế, Đức Phật nói pháp chừng giây lát sau thì các vị đứng lên và đảnh lễ Đức Thế Tôn và tán thán nhờ Ngài khai thị mà chúng con được chứng quả vị A La Hán, tức là đủ duyên có nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một sớm một chiều. Cho nên trong cái sử ở thế gian á, các vị dạy sử có nói rằng là thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phu, phi nhất triêu nhất tịch chi cố, tức do lai tiệm giả. Tức là bề tôi mà giết vua, con mà giết cha là không phải nguyên nhân của một sớm một chiều, mà nó dần dần tích lũy mới ra cái nông nỗi này. Đó là người thế gian. Nhưng mà ở trong đạo chúng ta biết á, là cái trong nhân quả. Đời trước mình đã hại người ta, ngày nay mình ở trong cái cương vị nào thì là cũng sẽ bị người ta hại trở lại. Cho nên trong xưa nay nhân quả mấy khi sai lầm, nhân quả không sai lầm đâu. Rồi các vị biết là theo luật nhân quả
ăn cục thịt ra cục thịt, mà là ăn con gà thì sao con gà nó ăn lại. Cho nên tổ sư nói mình muốn không ăn thịt người ta, tức là mình muốn người ta không ăn thịt mình thì mình ăn, đừng ăn thịt người ta. Đó là nhân quả rất rõ ràng. Nhưng mà trong cái cuộc sống làm sao hết nhân quả? Nhân quả không bao giờ hết. Mà trong cái kinh Quan Nghiêm Phật dạy đó, mà mỗi buổi chiều chúng ta tụng đó, là nhất thiết duy tâm tạo mà. Phải không? Mỗi buổi chiều là nhược nhớ dục liễu tri mà tam thế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo mà. Tất cả đều do tâm mình tạo mà. Cho nên á, mình đã tạo cái gì á thì quả không sai được. Cho nên ngày nay chúng ta cần phải tạo cái gì? Tạo cái nhân Phật, tạo cái nhân dẫn sư, đem giáo pháp của Đức Phật trùng tuyên lại, hay là giảng dạy lại, hay là nói lại cho cái người đời sau thấu hiểu để tu hành, nên làm lợi ích cho xã hội, mà tự thân mình cũng có ích. Cho nên chúng ta thấy vua Lương Võ Đế đó cũng là nhiều đời nhiều kiếp, từng là một tu sĩ, tức là một nhà tu, rồi có nhiều đời đó thì là từng là một sa môn. Cái đời trước đối với cái ngài Chí Công á thì hai vị còn là huynh đệ với nhau, thì là một vị là trụ trì, một vị là giám tự. Thì á cái vị trụ trì một hôm á, mỗi ngày nó trở thành một thói quen rồi, khuya thức dậy đi ra công phu, nó súc miệng rô mặt, thì ra ngoài nó có cái khạp, ở bên cạnh đó thì là cái chỗ ngài đó là xả nước ra, thì cái chỗ đó nó có là một cái con dế, mỗi tối nó đều kêu in nổi hết. Thì vị trụ trì này á là mới lấy cơm cho nó ăn và luôn luôn cầu nguyện cho nó. Thì một hôm vị trụ trì này đi vắng, mà cái vị trụ trì này là thường hay niệm Phật và tụng kinh, giữ giới luật trang nghiêm. Còn cái vị giám tử á là cái người là tham thiền. Là một hôm cái vị trụ trì đi vắng qua đêm, thì tối lại cái con dế nó kêu, thì cái vị giám tự này ra bắt con dế rồi mới cắt ngang trên lưng, con dế nó chết. Rồi hôm sau á, trụ trì về, sáng là tối rồi không nghe con dế nó kêu, cái vị trụ trì nó ra rõ đèn thấy thì thấy nó kiếm nó bu rồi. Cho nên là vị trụ trì này mới lấy miếng vải đỏ buộc ngang lưng cái con dế và đem chôn và cầu nguyện cho nó đời sau nên thân người. Và sau này là vợ của vua Lương Võ Đế, tức là do cái đời trước gieo duyên như thế cho nên là nó được làm vua, tức là vua Lương Võ Đế đó. Thì ngài giám tự ngày xưa đó trở thành ngài Chí Công, cũng là bản thân làm quốc sư cho vua Lương Võ Đế. Mà trong cái hoàng cung á thì nhà vua rất là cung kính, nhà quần thần cũng cung kính, vì hoàng hậu duy nhất là hoàng hậu của vua là rất ghét ngài Chí Công, cực kỳ ghét. Là một hôm á là hoàng hậu xét lễ trai tăng cúng dường và thỉnh đại chúng, rồi cũng do có cái thiện căn
Nhưng mà một phút sai lầm đó đó là làm thân súc vật. Nhưng mà thiện căn căn đời trước cũng có gieo trồng, cho nên được gần gũi với trụ trì và được sức chú nguyện, và do căn lành đời trước của mình cho nên đời sau làm hoàng hậu. Mà bà rất ghét Ngài Chí Công, nên là một hôm nó cũng dùng trai tăng, bà tỉnh hết đại chúng trong chùa. Thì có chuyện này đại chúng cũng biết rồi, nhưng đây tôi chỉ nhắc lại. Nhưng mà đôi khi tôi nhắc lại không hay bằng những vị tu túc khác, là các vị cũng quan hệ. Thì Ngài Chí Công cũng đã biết, thì đến gói bánh đích mang theo, rồi để trong cái tay áo. Rồi sau khi thọ trai xong thì trong cái mọi người ra lấy cái bánh đích của mình ra, lấy cái bánh đích của hoàng hậu cúng đó, bỏ tay áo, rồi lấy cái bánh đích của mình đem ra ăn. Rồi hoàng hậu rất là tức giận. Sau khi trai tăng đã xong rồi thì trở về chùa, tâu với vua Lương Võ Đế. Vua cũng nổi giận, rồi mới làm sách gương thẳng đến cửa chùa. Thì Ngài Chí Công cho đại chúng ra đứng trước cổng chùa đó. Vua đùng đùng nổi giận đi tới. Thì mới hỏi là tại sao hòa thượng biết tôi đến, mà tức là biết trọng đến mà ra đón rước long trọng như thế. Đã biết trước là tại sao hôm nay hoàng hậu thứ trai cúng dường mà bánh ít nhân thịt chó đó, thì đại chúng của tăng và chính hòa thượng cũng ăn, là tại sao không biết mà lại biết trọng đến mà đứng ra đón long trọng như thế. Thì như là Ngài Chí Công nói thôi, hoàng thượng hãy theo bần tăng vào đây, theo lão tăng. Chứ bần tăng á, tổ sư các ngài chứng tánh các ngài không nói cho bần tăng đâu, mà nói cho lão tăng. Còn người thời nay chúng ta nói á, thì là bần tăng. Nhưng mà đôi khi á, không phải nữa, không phải bần. Mình không phải bần. Nhưng mà mình xưng như thế thôi. Chứ người xưa nói thôi, thỉnh hoàng thượng theo lão tăng ra phía sau chùa đây, rồi nó ra đại chúng lấy cuốc, tức là chuẩn bị sẵn hết rồi mới moi lên, lấy hết những cái bánh nước đó để ra. Thì là ngài dùng cái ly nước rải lên, thì là mấy cái bánh nước biến thành chó cắm đầu chạy. Thì lúc đó là Ngài Chí Công nơi hòa thượng đã biết trước và tại sao như thế. Tức là mỗi lần á mà hoàng hậu của trẫm thấy hòa thượng thì ra mỗi lần nổi giận và luôn luôn nói xấu và muốn đoạt mạng hòa thượng. Thì ngài mới kể lại duyên do đời trước. Thì lúc đó đó là vua Lương Võ Đế mới nói hèn chi là lúc nào á trẫm cũng thấy hoàng hậu luôn luôn lột bộ cái khăn màu đỏ ngang lưng. Thì trẫm kêu cởi ra thì hoàng hậu bảo rằng nếu mà cởi bỏ cái thắt lưng màu đỏ này thì nó đau chịu không nổi. Thì ra duyên do như thế. Và sau khi trai tăng xong thời gian ngắn thì hoàng hậu lâm bệnh và mất, trở thành con mãng xà. Rồi phải thỉnh Ngài Chí Công đến làm lễ sám hối thì bà mới siêu thoát. Thì chúng ta có cái quyển Lương Hoàng Sám, phải không? Đó. Thì nói chuyện đời xưa để gẫm việc này. Nếu chúng ta không có cái duyên đời trước từng là pháp sư, từng là thầy của mọi người, thì đời nay chúng ta cũng không thể thăng tòa thiết pháp được. Và nếu có duyên chúng ta thăng tòa thuyết pháp mọi người nghe, nhưng mà chưa chắc ai đã tin mình. Nghe thì nghe nhưng mà tin chưa chắc đã tin và chưa chắc đã thực hành. Do vậy đời nay chúng ta là được cái duyên rồi, các vị cũng nên tu
để gieo cái thân đời sau cho chính mình và cũng là hướng dẫn mọi người nên tu. Không phải một sớm một chiều mà được đâu, tức là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chính vì thế cho nên Ngài Minh Vô Tung Ngài nói tiếp: phàm con người làm điều ác thì đều có hữu hình, mới nên điều ác mà vô hình thì phần ác vô hình là việc hại người, phần ác hữu hình là việc ác giết người. Cái ác giết người thì nhỏ, mà cái ác hại người thì lớn. Sở dĩ trong tiệc yến ẩm có chất độc của loài chim chậm, tức là chỗ tươi cười nô đùa có ẩn chứa cái loài dao mát. Trong nhà sâu kín có loài hổ báo, trong ngõ hẻm bên ngoài thì có rợ hung nô hay là hung địch. Nếu tự mình không phải là thánh hiền thì không tận diệt thị phi. Thì khi nó chưa có manh nha, nếu không phòng ngừa thì bằng lễ, bằng phép tắc, bằng lời nói ngọt ngào, thời cái quả hại không thể lường trước được. Tức là mình nó phòng bị, mà muốn phòng bị là không có gì hơn á, là luôn luôn các vị đề khởi câu thoại đầu có nghi tình. Trong lúc các vị có nghi tình thì mọi việc trần lao phiền não không hề phát sinh. Cũng như trong giờ phút này các vị ngồi đây nghe tôi đã giới thiệu đến các vị thì ác hẳn rồi các vị không có phạm giới bao giờ, cho nên một điểm nghĩ bậy cũng không có. Mà nếu nghĩ bậy á thì đương nhiên các vị không nghe lời tôi nói, mà có nghe lời tôi nói thì không có thể nghĩ lung tung được, mọi vọng niệm liền chấm dứt. Không cần tác ý chấm dứt mà nó tự chấm dứt bởi vì các vị lắng nghe. Còn nếu các vị có nghi tình, có chánh niệm thì đương nhiên những cái tạp niệm phân biệt hơn thua, ghen ghét đố kỵ không hề phát sinh được, bởi có chánh niệm thì nó tự hóa giải mọi trần lao phiền não. Không những thế mà nghi tình của chúng ta được thành khối thì nó cắt đứt được mạng căn sanh tử. Ngay giây phút đó nghi tình tan vỡ, tự tánh tự hiện, gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là kiến tánh để làm chủ cho chính mình, sống giữa cuộc đời tự do tự tại. Cho nên chúng ta nghe Ngài Minh Vô Tung nói tiếp: Đại Giác Liên Hòa Thượng khi ở chùa Dục Vương, nhân có hai vị tăng, nói tăng thì cũng được, nhưng mà thật sự chữ tăng á là thanh tịnh, tăng là hòa hợp, tăng là không có đấu tranh. Mà phải nói rằng hai vị tỳ kheo, nhưng mà trong sử liệu ghi là tăng thì mình cũng ghi là tăng, nhưng mà đích thực á là mình nói cho đúng nghĩa là hai vị tỳ kheo thì là đấu tranh với nhau về phần thi lợi, tức là Phật tử đã cúng dường, hay là trong chùa nó quân phân tài vật, rồi đó là không đều, rồi các vị đấu tranh hơn thua lẫn nhau. Nhưng vị chủ sự không hay giải quyết đoán được, tức là cái tri sự hay là chủ sự hay là trụ trì, một khi mà hai vị tỳ kheo này á hơn thua với nhau rồi thì là bất chấp. Cũng như thảo trước hai vị tỳ kheo tranh luận với nhau lời can gián Đức Phật cũng không hiệu quả, thì sau này á đương nhiên hai vị tăng, hai vị tỳ kheo mà là đấu tranh với nhau á thì chủ sự là không có quyến đoán được. Thì Đại Giác Hòa Thượng liền gọi đến mắng rằng tức là Ngài đến quở, tức là giao cho cái tri sự để mà giải quyết, hay là ngày nay cũng gọi là chúng trưởng hoặc là liên chúng trưởng,
hoặc là cái cái vị trụ trì giải quyết không được mà phải đến viện viện chủ. Nhưng mà cái quyền lực á thì phần đông nằm nơi trụ trì, nhưng mà đôi khi trụ trì giải quyết đệ tử mình không được thì phải nhờ đến cố vấn, tức là viện chủ. Nhưng mà ngày nay viện chủ á tuy mang danh là lớn hơn trụ trì, nhưng mà gì, ăn đậu ở nhờ, người chơi sơ nước, giao cho việc trụ trì hết, cố vấn thôi. Cố vấn thôi, khi nào hỏi thì đâu nói, không hỏi thì thôi. Nhưng mà cho đến ngày Đại Giác Hòa Thượng mới gọi hai cái vị tỳ kheo này đến vỡ. Trước thấy Bao Công làm tài phán ở Phủ Khai Phong, tức là cái đời nhà Tống mà, thì là có một cái người dân tự đến trình bày, tức là có một cái người dân á, người dân á đến với Bao Công á để trình bày rằng là có người bạn thân á đem số 100 lượng bạc gửi cho tôi giữ dùm, không may người bạn tôi đã mất, thì là tôi đem số bạc đó trả lại cho người con của bạn thân tôi. Nhưng mà người con á là không có chịu nhận, là mong á là Bao Công đã giải quyết dùm, là nhà đó trả lại cho người con. Thì là Bao Công rất là kinh dị, liền cho gọi cái người con đến nói rõ mọi việc. Nhưng cái người đó cố từ chối, tức là người con không có từ chối, không có nhận cái số bạc đó, mặc dù là Bao Công đã gọi đến hỏi duyên do để trả lại, nhưng mà người con cố gắng không có, tức là không có chịu nhận lại cái món quà đó, tức là 100 lượng bạc đó hay là 100 lượng vàng. Thì người con nói rằng khi sinh thời cha tôi không hề có bạc riêng để gửi cho người khác, và hai người có nhường nhau, ông bắt đắc dĩ phải đem số bạc ra cúng vào chùa. Đó là cái Bao Công xử sự đó, thay vì nó xung vào công quỹ, nhưng mà không xung vào công quỹ mà để cúng chùa tạo phước cho cái người quá vãng, cũng đồng thời gieo duyên và phước đức cho người con của người quá vãng. Nó tức là vào chùa là làm việc phúc thiện để tri tiến cho người mất. Ta mục đích thấy việc đó, kìa như trong chốn trần lao còn hai nhường nhịn lẫn nhau, lấy nghĩa đối đãi như thế. Huống hồ các ngươi là đệ tử Phật, lại chẳng biết liêm sĩ hay sao? Hòa Thượng liền y pháp của Tùng Lâm đuổi hai vị tăng ra khỏi. Đó là cách ứng xử của người xưa. Thấy cái tâm tốt của người xưa không? Tức là nếu mà nhận lại đó thì là phụ lòng người cha, bởi vì là không tin con hay sao, con cái trong nhà mà không tin mà là đem gửi người bạn thân. Nhưng mà cái người cha cái ý nghĩ á, nếu mà gửi cho con á thì con sẽ ý lại của cái vật chất rồi là tiêu xài phung phí, không có lo làm ăn cần kiệm. Chính vì thế mà cái ý tốt của người cha đó, nhờ người bạn tốt này mà cũng đã lâu năm giao thiệp với nhau, để hiểu rõ người bạn này là người rất tốt, không có tham lam, cho nên mới gọi. Và nó chưa kịp hoàn lại thì người cha, người bạn mình đã mất. Và do vậy thì cũng không giữ cái số bạc này để làm gì. Thay vì người khác đó, thì cái số bạc này đâu có phải nhỏ, cho nên là mình lấy luôn ai biết gì đâu. Nhưng mà người bạn này tốt có đem trả lại người con. Nhưng mà người con vì sĩ diện
và cũng đồng thời tôn trọng người cha. Cho nên khi sinh thời á, cuộc sống rất là đơn giản và truy túc, thì làm gì mà có của để mà gửi cho người khác. Chính vì thế mà không nhận lại, đó là cái ý của người con. Thì cha hiền thì sao? Cha hiền thì con thảo, cha biết điều thì con cũng biết điều, đó là cái duy truyền. Cho nên cái ứng xử của người xưa mà tổ thì lấy để đem răn dạy cho hai vị tỳ kheo này, vì một chút quế lợi mà đấu tranh với nhau không dừng, rồi lại được chủ sự để giải thích can thiệp mà các ngài không nghe, cho nên bận lòng đến ngài là Giác Liên Hòa Thượng, hay là ngài Giác Liên Hòa Thượng đó, ngài đó là phải dẫn chứng cái chuyện ngài đó mục kích ở tại Khai Phong phủ, rồi là bèn là theo luật pháp của Tổng Lâm mà đổi hai vị tăng, cũng khó nổi, cũng khó xử lắm các vị. Có những cái việc mà chúng không có hiểu, rồi là gây ra những cái việc rất đau lòng. Có một cái vị tăng á, tức là một vị trụ trì, đã biết một cái vị Phật tướng này là ai rồi, cho nên là đối xử rất là bình thản, cũng không xem trọng mà cũng không xem khinh thường, cho nên một mực bình dị. Nhưng mà một cái vị cư sĩ này đó thì lại là xem thường tăng của đại, tức là đại tăng, cho nên có những cái hành động rất là lỗ mãng. Mà hành động lỗ mãng này không phải là không biết, vì đây là cái giới trí thức, cho nên họ cố ý họ làm chuyện như thế, tức là nói lớn tiếng qua điện thoại thôi. Nhưng mà đại chúng không có hiểu, vì đây là cái tung điên, rồi la lối ông trùm. Thì cái này là lỗi nên ai? Tức là người xưa dạy là giáo bất nghiêm sư chi đọa, tức là do trụ trì dạy chúng không có nghiêm, cho nên để cho cái vị cư sĩ này đại chúng là không thua với nhau. Thì mà theo luật Tụng Lâm á, thì nó cả hai đều là có lỗi. Cư sĩ cũng đã lỗi, mà vị tăng là cũng có lỗi, vì gây ồn náo trong đêm khuya, trong một cái tự viện. Rồi là chúng không hiểu trụ trì, cho nên có cái lời không hay, không đẹp, làm cho cái vị trụ trì ra rất đau lòng. Cho nên các vị đã tâm sự với tôi, thì tôi mới nói rằng thôi, thì cái chuyện đã qua rồi, thì do không hiểu nhau mới xảy ra như thế, thì nên cố gắng hướng dẫn lại cho nó nghiêm túc một chút, mà cũng đồng thời giải thích là mình được quyền chỉnh đốn, chứ không phải không được quyền. Nhưng mà cái lời lẽ ngọt ngào ở đâu? Tức là cái gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, tức là tướng nhất pháp. Tại sao không lấy tướng nhất pháp mà để hướng dẫn người cư sĩ? Người ta cố ý chứ không phải là ta vô tình đâu. Nhưng mà mình được quyền xây dựng họ, nhưng mà trong cái lời lẽ yêu dịu, vì họ cư sĩ mà, chứ không phải là họ người tu. Cho nên đây là một cái bài học là để sau này á, chư tôn đức các vị ra giảng dạy, và cũng đồng thời ngồi cương vị trụ trì hoặc ở chúng, và hướng dẫn cho người đời sau đó, là mình bậc người lớn, tức là tôn túc đời sau, tức là em cháu của mình, thì mình nói được quyền nói ngọt ngào, tức là ái ngữ mà,
tại sao không dùng, mà để dùng cái lời sân hận để cho hai bên tranh chấp lẫn nhau. Đó người ta là thử, ta trắc nghiệm cái vị tăng đó trong đại chúng đó. Cho nên cái trong cuộc đời này nó rất, rất khó và rất khó. Mà muốn không khó đó, thì các vị luôn đề khởi câu thoại đầu có nghi tình. Thì có nghi tình được rồi thì tâm các vị nhìn ra cuộc đời luôn luôn là rộng mở và tươi đẹp. Thì kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc cho chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật, đạo vô thượng thệ nguyện.